tầm 35 độ trở lại thì cái lụ nó vẫn hình thành và nó vẫn cho hoa. Xin chào các bạn. Lúc này mùa hè đã trải qua một thời gian rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem những cái hoa thực dược đang cho hoa ở cái thời điểm này. Mùa hè không phải là hoa thực dược là không có hoa, mà nó chỉ không có hoa ở khi mà cái thời điểm nhiệt độ nó cao tầm 38 đến 40 độ trở lên thôi. Chứ còn cứ tầm độ 35 độ trở lại thì cây hoa thực dược nó vẫn cho hoa bình thường, nhưng mà cái chất lượng hoa nó sẽ không đẹp và nó không được lâu, nó nhanh tàn. Mà muốn có những cái cây hoa thực dược mà nó ra hoa vào mùa này thì đầu tiên cái khí hậu của chúng ta lúc nào nó cũng duy trì khoảng độ tầm 32 độ trở xuống. Và các bạn nên để ở dưới tán cây thì chúng sẽ vẫn cho hoa bình thường. Còn nếu chúng ta để ngoài trời trực tiếp nắng như những cây này của mình thì cái thời gian này thì miền Bắc thì nó nhiệt độ nó cũng dao động khoảng độ tầm 32 độ trở lại thôi. Nó cũng còn là mát mẻ. Nó vẫn còn tương đối là mát mẻ, nó chưa coi như là có những cái đợt là nắng kéo dài đỉnh điểm trên 40 độ. Hoa thực dược mà khi chúng ta trồng ở cái mùa hè này, chúng ta trồng mới nhé, hoặc là chúng ta cắt cái cây để cho nó lên cái mầm mới, thì các bạn nên để ở khu vực có cái tán cây nó che mát ấy, thì nó vẫn cho hoa bình thường. Mùa hè khi mà nền nhiệt độ nó cao trên 40 độ thì những cái lụ này nó mới không hình thành cho các bạn ạ. Còn nếu mà nhiệt độ mà nó cứ tầm 35 độ trở lại thì cái lụ nó vẫn hình thành và nó vẫn cho hoa nếu chúng ta chăm sóc tốt. Đây là những cây hoa rực rực lọ lem của mình. Mình trồng thì mình cứ để ngoài trời, nó cũng không chăm sóc thì các bạn cũng để đây để cho nó lụi dần xuống để mình thu hoạch cái củ thôi. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ trên cây nó vẫn có những cái lụ này, nó vẫn có lụ và vẫn có hoa, nhưng là do nó hoa nở vào mùa hè với lại mình không chăm sóc, mình không bón phân nên là bông hoa nó hơi nhỏ, nhưng mà nó vẫn giữ được cái màu sắc nguyên bản của nó các bạn ạ. Những cây này thì chắc là một thời gian nữa thôi, khi mà nắng nóng nếu mà mình cứ để ở ngoài trời như này thì nó sẽ không có hoa nữa các bạn ạ. Còn nếu mà mình để ở khu vực mát dưới tán cây hoặc là mình che lưới đen, che hai lượt lưới đen cho nó thì nó vẫn cho hoa bình thường. Mùa hè thì hoa nó nở ra thì nó nhanh tàn. Nếu mà mùa hè các bạn giữ được cái cây nó vẫn xanh tốt thì nó rất là ok. Còn nếu mà chúng ta không giữ được cây xanh tốt thì các bạn nên đào củ lên, và một là chúng ta trồng lại, hai là chúng ta bảo quản khô như mình chia sẻ những cái video trước đây. Còn nếu mà nó có hoa thì dù cho hoa nhỏ hoa bé nhưng mà mình vẫn được chiêm ngưỡng mỗi thời khắc, mỗi thời điểm. Hoa nở thì nó khác nhau, nó nở vào chính vụ thì hoa nó sẽ đẹp, còn nó nở trái vụ, nở vào những cái ngày hè khi mà là nhiệt độ nó nắng nóng thì nói chung là hoa nó sẽ bé hơn, nó nhanh tàn hơn và màu sắc thì nó không thật hơn. Lúc này ở vườn nhà mình thì các loại hoa được dược hầu như là cũng không cho hoa nữa, duy nhất chỉ còn đỏ Hà Lan là có hoa thôi, còn cam với lại một số màu khác thì nó không còn hoa nữa các bạn ạ. Còn thực dược này là mình trồng chậu, hoa rất là nhỏ bé thôi nhưng mà nhìn cũng rất là xinh xắn các bạn. Chúng ta trồng hoa thì ai cũng muốn là có cái chậu hoa nó nở quanh năm để chiêm ngưỡng quanh năm, nhưng mà đặc điểm của từng loại giống nó xuất phát từ cái xứ sở lạnh hay xứ sở lọng. Hoa ôn đới thì nó sẽ hạn chế nở hoa vào mùa hè, và khi có nở hoa vào mùa hè thì nó sẽ không được đẹp, hoa nhanh tàn. Hoa được dược là một trong những loại hoa mà phát hiện ra ở Mexico, xuất xứ ở Mexico, sau đó nó lan tỏa đi khắp các nước trên thế giới. Du nhập vào Việt Nam thì cũng rất là lâu rồi, từ những cái năm 70. Đến bây giờ thì Việt Nam mình cũng sưu tầm được rất là nhiều các loại hoa được dược giống mới, đa dạng, giống nhập khẩu cũng đa dạng. Màu sắc đa dạng, kích thước đa dạng, hình dáng bông hoa, nói chung là bộ sưu tập của Việt Nam mình bây giờ là cũng rất là nhiều những cái giống hoa thực dược mới lạ. Đối với hoa thực dược ngoại thì mình trồng cũng được đâu đó độ 5 6 năm nay, mà thấy cái chất lượng hoa cũng rất là tốt, khi mà mùa hoa đến thì hoa nở cũng rất là đẹp. Và chăm sóc thì nó cũng không khác gì cái hoa thực dược nội của mình. Không cứ gì cái hoa thực dược ngoại đâu các bạn ạ, cũng có cả cái hoa thực dược nội của mình.
cũng rất là khó tính. Ví dụ như cái dòng miến, Hà Nội mình vẫn gọi là miến ấy. Loại đó nếu mà thời tiết mà không 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 phù hợp ấy, khi mình dâm ấy, tỷ lệ ra rễ cũng rất thấp. Trong khi đó du nhập vào Việt Nam mình rất là nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa thuần được. Còn đối với dòng cam, đỏ, cờ, trắng, tím rồi những hồng, những loại đấy nó là quá là dễ. Kể cả thời tiết nó có hơi ác nghiệt một chút nhưng mình dâm thì nó vẫn ra rễ bình thường. Nhưng không cứ gì cái hoa thực dược ngoại mà mình mới du nhập vào Việt Nam mà mình dâm ngọn vào những cái thời điểm mà thời tiết nó không phù hợp mà nó không ra rễ đâu. Đấy, có cả những cái dòng như mình vừa kể trên đã du nhập vào Việt Nam rất là lâu rồi nhưng mà khi mình dâm ngọn ở cái thời điểm mà thời tiết nó chưa phù hợp nó vẫn rất là chậm ra rễ và ra rễ rất là ít. Nên là hoa dược dược này thì nó theo chủng loại các bạn ạ, theo chủng loại, theo màu sắc, cái cách mà chúng ta cắt ngọn, chúng ta nhân giống, chúng ta dâm vào cát hoặc dâm vào đất thì nó theo chủng loại. Có loại thì nó rất là dễ ra rễ nhưng có loại thì nó chậm ra rễ hơn. Nếu mà chúng ta không tác động dùng kích rễ thì nó sẽ rất là ít rễ và cái tỷ lệ ra rễ nó rất là thấp. Thì đối với hoa thực dược ngoại thì nó cũng vậy thôi các bạn ạ. Nó cũng những cái bông hoa ở thời điểm này thì như các bạn đang quan sát đấy, nó chỉ nhỏ bằng 1/4 khi mà nó lở vào chính vụ thôi. Đấy, cũng là do là mình không chăm sóc các bạn ạ, cứ để ngoài trời nắng này, không có che mưa che nắng gì thì cây hoa thực dược nó cũng cằn cỗi gì các bạn ạ. Ông này già lắm rồi, trên cây này già lua đi rồi các bạn này. Và cái củ phía dưới này chắc cũng già rồi. Nhưng mà thời tiết thì nó vẫn cứ mát mẻ nên là mình cứ để đây rồi các bạn. Cứ để đây một thời gian nữa. Nếu mà thời tiết nó nắng, nhiệt độ nó cao 40 độ trở lên, mưa nó nhiều ngày thì mình sẽ tiến hành mình cho vào khu vực có mái che để mình che mưa cho nó. Còn lúc này thì như các bạn quan sát đây, hôm rồi thì mình có làm cho nó thoát nước ấy. Có bị mưa nhiều ngày thì nước nó thoát đi cũng rất là nhanh nên cây hoa được dược lúc này thì vẫn phát triển bình thường, tức là bình thường so với cái mùa này thôi, chứ còn so với cái mùa mát thì cây nó xanh rợp, cái lá nó to, nó không cằn cỗi như này. Nhưng lại đây thì mình cũng không bón sới thì các bạn ạ, bỏ suốt từ cái lúc mà nó ra hoa lần 2, lần 3 rồi là mình không có chăm sóc thì cứ để tự nhiên như này. Và như các bạn đang quan sát ở dưới đất này nó rất là khô này. Đấy, cho dù là nó có mưa 1-2 ngày, khi mà hết mưa thì cái đất này nó lại khô trở lại bình thường. Đấy là cái quan trọng nhất khi chúng ta chăm sóc cây hoa thực dược là làm sao một là cây hoa nó vẫn phát triển xanh tốt ở cái thời điểm này, hai là cái đất ở dưới này nó không bị ủng đất do bị mưa nhiều ngày, thứ ba là những cái mầm mới trên cây hoa nó vẫn mọc lên như này thì chúng ta vẫn cứ để cho nó phát triển nếu mà trồng chậu. Còn nếu mà trồng ở ngoài vườn như là mình đã chia sẻ những các video trước, ở ngoài vườn thì do là cái độ ẩm của đất nó cao, nếu mà chúng ta cứ để lâu quá thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng củ, nó hay bị thối do là nó không thoát được nước. Ở vườn hoặc ở ruộng mình trồng thì nó thoát nước kém hơn là so với mình trồng trong chậu. Trồng trong chậu mình để trên cao thì nó thoát nước tốt hơn thì cái củ ở dưới là nó sẽ đảm bảo hơn, mình có để dài ngày dài tháng thì nó vẫn đảm bảo hơn là so với lại mình trồng mình để ở dưới lúa. Còn nếu mà cây hoa thực dược này lúc này mà nó già hết rồi, nó khô hết cái thân này đi thì mình sẽ lấy cái củ dưới thôi, lấy củ lên bảo quản khô hoặc là mình trồng lại hoặc là cứ để như vậy xong mình đem cái chậu này mình để ở khu vực có mái che. Thỉnh thoảng tưới nước cho nó để cho cái củ hoa thực dược ở dưới nó không bị khô, nó không bị héo teo tóp và nó không thối củ. Thì sau này khi mà cuối mùa hè đến mùa thu thì khí hậu miền Bắc nó sẽ có những cái ngày đêm nó có sương thì lúc đó là cái củ hoa thực dược nó sẽ bật những cái mầm ở cái đầu cuống củ hoặc là ở cái thân nó còn tươi, nó sẽ bật lên và nó sẽ sinh tồn tiếp theo một cái vòng đời nữa. Cứ thế năm nọ qua năm kia, nếu mà chúng ta mà duy trì được cái chậu hoa độc dược của chúng ta mà đất lúc nào nó cũng khô ráo thì cái cây hoa độc dược nó sẽ sinh tồn rất là nhiều năm. Ở vườn thì mình có những cái chậu hoa mình trồng cách đây mấy năm rồi, cứ năm nọ qua năm kia mình cứ để đấy, hiện tại bây giờ nó vẫn còn mà mình vẫn để ngoài trời.
như đó là, nhưng không phải loại chuột dược nào nó cũng chịu được như vậy. Cũng có loại thì do cái kết cấu của nó, cái vỏ nó rất mỏng, khi mà mình để như vậy gặp mưa gặp nắng nhiều ngày nó hay bị thối. Còn đối với dòng mà cái củ nó, cái vỏ nó dày ấy, thì kể cả lắng mưa mà làm được nó thối củ là cũng hơi bị khó. Kể cả lắng mưa thì cái củ nó vẫn có cái vỏ nó dày dặn, nó che chở cho cái củ bên trong, nó che chở cho cái củ, nên là cái củ nó sẽ sinh tồn được lâu hơn. Còn những cái củ hoa được dược mà mình để lại năm nay nó, còn những cái củ hoa được dược mà mình để lại từ năm trước đến năm sau thì cái củ nó già đi, nó già đi thì nó lại càng dày cái vỏ. Và qua một thời vụ cho hoa sau, qua một cái thời gian nó cho mình hoa thì tiếp tục nó lại hình thành những cái củ mới. Trừ trường hợp cái củ đó nó già quá rồi, nó lâu năm rồi thì nó mới thối đi thôi, còn hầu như là nó vẫn cứ còn tồn tại, nó tồn tại, nó sinh tồn và cái vỏ càng ngày nó càng dày lên. Nhưng mà cái chất lượng mầm nó lẩy ra từ những cái củ già như vậy là nó kém hơn so với những cái củ một năm. Cái củ một năm thì mình trồng thì nó chỉ có một vụ thôi, và mình để năm sau thì cái sinh tồn của nó ra mầm, nó mọc ra thì nó sẽ khỏe hơn. Dược thì nó không phải khó, nó rất là dễ. Trong các loại hoa để mình trồng thì thấy hoa được dược nó rất là dễ. Cái quan trọng nhất để chúng ta giữ giống qua mùa hè đó là cái chậu hoa được dược chúng ta lúc nào nó phải khô ráo. Khi mới củ nó già rồi thì chúng lại không thích cái độ ẩm cao. Trong quá trình sinh trưởng để cho hoa thì chúng lại thích cái độ ẩm 80-90%. Nhưng mà khi mà đã có củ già rồi, vì nó là, vì cái cây hoa được dược này sau khi nó già lua đi rồi thì nó sẽ hình thành củ dưới, rễ nó sẽ phình ra, nó hình thành củ dưới. Và khi củ to rồi, thời tiết mưa nhiều ngày, đất ẩm, nắng nhiều ngày thì chúng sẽ làm cho cái củ hoa nó bị thối. Còn nếu mà chúng ta cứ duy trì được cái đất nó khô, nó tơi này này, nó tơi bông như này này, thì để thối được cái củ dưới này rất là khó, ít khi bị thối lắm. Trừ trường hợp nó mưa nó ủng nước, nó không thoát được nước thì nó mới thối đâu. Video của mình xin được dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.